Ok mọi người, thì mình đang có mặt ở Bảo tàng Cà phê, thành phố Buôn Ma Thuột. Mình dẫn anh bạn mình đi kia ở dưới Khánh Hòa lên. Nhưng mà hiện tại thì dịch đóng cửa, mình không thể vào đây được. Thì mình sẽ quay cho bạn xem. Đây là chỗ để xe. Còn phía trong kia là bảo tàng nhưng mà đóng cửa. Thì anh mình quyết định là sẽ không vào. Ok, đây là đường đi vô bảo tàng cà phê. Đường nội khu, chuẩn quốc tế. Đây là Nguyễn Thái Cường. Ok, thì đây là sẽ là bảo tàng. Thì hiện tại đã đóng cửa nhá. Mình ra đây mình sẽ chụp vài tấm hình đi các bạn. Thì do dịch Covid nên là bảo tàng đã đóng cửa rồi. Mình không thể vào phía trong được. Sáng nay đi vào. Nhưng mà rất tiếc là lại đóng cửa. Ở đây khu này rất là rộng. Anh có chụp hình không? Chụp hình không? Em chụp chưa? Cũng là lần đầu tiên mình tới luôn. Không biết phía dưới kia là cái gì. Ở phía dưới kia là có... Nói chung là người ta đang xây dựng ở đây. Phía dưới kia thì... có một cái đường rất là đẹp. Chắc cũng có lẽ là đang xây dựng. Thì nhìn vào là các bạn cũng có thể biết được đây là chữ... cà phê, rất là nhiều chữ nhân viên đồ các kiểu. Đây là cây cà phê. Giờ bạn nào ở Đắk Lắk thì biết cây cà phê đây rồi, còn có nhiều bạn sẽ chưa biết đâu. Như cây này là đang bị muỗi ăn lên thân. Với lại cây xấu quá, chắc người ta bứng lên. Còn bên đây là quán cà phê, mình chỉ có thể ngồi đây uống cà phê được thôi, không thể đi vào trong kia được. Nói chung là đã dừng hết tất cả hoạt động rồi. Chắc có lẽ tí nữa mình sẽ chạy xuống dưới kia. Chụp hình ông Thái Cường. Đứng vào làm cho tấm hình. Để anh em bạn bè biết mình đã có mặt ở đây chứ. Rồi tháo khẩu trang đi. Được chưa? Rồi cười lên. Anh đã check in ở làng cà phê Buôn Ma Thuột. À, bảo tàng chứ, làng cà phê chỗ khác kìa. Rồi ok, đến ok, bây giờ sẽ đến lượt mình chụp hình. Ok, ready. Vô được bảo tàng nó mới đẹp. Ok thì vì không vô được nên là tụi mình sẽ chạy vòng xem nó như thế nào. Hôm nay là một ngày rất là đẹp trời, nhưng rất tiếc lại không được vào trong. Nói chung là mấy cái khu này thì đẹp thiệt. Lại chạy vòng lại à, lui xe đi. Lâu lâu mình chạy sai luật một xíu cũng được. Thấy chưa, thằng kia đi sai nó cũng phải lên kìa. Thôi mình chạy đúng luật đi, không nó lại bảo mình dân trí thấp nữa.
không được dừng xe trên vạch người đi bộ, hiểu không? Ok, bên này là có một cái chùa rất là lớn nhưng mà không biết chùa gì. Thì đây là phía sau. Nói chung vô được thì đúng bài luôn á. Mà sao chán quá. Phía đây là đang thi công rồi. Chắc phải kiểu như Vinpearl Nha Trang ấy nhỉ. Kia có một cô gái đẹp dắt chó đi ị hả? Có một em chó Nhật rất là đẹp. Đâu, em này là em Gucci. À, dẫn chó vào đây để đi ị, sầu tính quá. Đây rất là chân nhưng mà đây có cho em thôi. Tại sao lại mang vào đây chứ? Còn đây là hai bạn nữ chắc là cũng đi nhưng mà không, nghĩa là không được vào rồi, cũng đi lượn. Như hai anh em mình là đi bộ, à đi xe máy làm biếng, còn hai bạn này là đi đi bộ. Hai bạn này cũng vậy. Phía bên kia là nhà dân hết rồi. Sau đây là những cái trường học hay là cái gì nữa? Xem qua hình ảnh rất là nhiều nhưng bây giờ mới được chiêm ngưỡng và đến tận nơi thì rất tiếc là không được vào. Quá đen cho đội bạn. Anh nha, không chọn ngày để lên Đắk Lắk rồi. Nhưng mà hôm nay đẹp trời, mình tận hưởng không khí ở đây rất là tuyệt. Trong thôi thì chấp nhận thôi. Giờ đi đâu hả? Đi lượn qua Đại học Tây Nguyên đây. À, đi rồi. Đi qua cho biết Đại học Tây Nguyên nha, lên thăm lại người yêu cũ ha. Đúng rồi. Người cũ học bác sĩ lên đây chứ. Sao lại dí chó như thế? Ôi trời ơi, chủ gì mà không thương động vật gì hết. Trời ơi. Giỡn. Em ơi giỡn giỡn với. Qua đây chơi với anh cũng được chứ làm gì chơi với chó. Chưa chồng đâu. Sẵn ra cũng được giải trí chứ. Ok thì bây giờ mình với anh mình sẽ đi. Rất tiếc cho anh bạn mình là không thể vào được. Tây Nguyên, trường Đại học Tây Nguyên. Đi giờ mở mang tầm mắt nha. Hồ kiếm gái rồi chứ. Kiếm gái xinh. Chọn gái xinh. Giờ từ từ nha, để chạy vô lượn vòng chạy ra. Nó đuổi thì chạy chứ, đúng không?
có lối ra không? Chạy vô coi nè. Đây là khu ký túc xá. Bên đây khu thực hành trồng rau rồi luôn hả? À. Đã nhè, vườn thí nghiệm mà. Nhớ lại thời sinh viên về ở trong ký túc xá. Mày cũng biết hết không? Còn cái khu bên kia là giờ có việc đâu mà đi học sư phạm gì cho mệt rồi. Còn khu bên kia nhà phức hợp hả? Nhà thi đấu đúng không? Tường kia là hết rồi. Cái khu này là khu mới xây này, hồi em tới là mới xây xong. Rồi cái trường đại học sư phạm của Đà Nẵng của mình có số má gì đâu. Còn bên này chắc cũng dẫn đường như cái gì. Còn bên kia là bệnh viện thì ông nói rồi. Mình đang có mặt tại làng cà phê Trung Nguyên. Đi về nó hả? Không, đi lên đây. Đây là khu trưng bày mua sắm. Ở đây có cá đây, cá chép hay là cá coi nhỉ? Có chụp hình không em, làm cho vài bộ cơ bản. Đây phía trước này là của quán đây. Thì tí nữa bọn mình sẽ đi ra ngoài đây chụp vài tấm hình lưu niệm. Ủa, chắc phải ra ngoài kia anh kìa. Ngoài kia nhìn nó VIP Pro hơn kìa. Đi đường này chắc được chứ. Đứng đứng đó em chụp cho tấm hình. Chứ đâu phải lúc nào cũng lên được đây đâu. Muốn lên đây đâu phải dễ đâu. Ok luôn. Okay. Không tháo khẩu trang luôn hả? Thanh niên 5K. Hoa cà phê. Cây rừng nè, cây rừng to khiếp. Ở đây toàn cây cà phê không? Cây hạnh phúc. Đã hạnh phúc chưa? Chưa. Phải vô thành công nè. Với yêu thương nè. Anh vô thành công đi. Chúc anh sau này sẽ được thành công viên mãn. Oh, cây cà phê cổ thụ luôn hả? À không phải, cây nó phải cà phê. Nè. Dạ. Anh chụp đi. À, mình đang có mặt tại làng cà phê. Mình sẽ đi lên phía trên kia.
khu vực, đúng là làng cà phê có khác, rất là rộng lớn luôn. Thái Cường, Nguyễn Thái Cường, đi lên đây nè. Ủa có cái nhà này mà ở cũng được anh Cường nè. Vô đây uống cà phê đúng mát mẻ luôn. Được. Anh có rất nhiều gì gọi là dụng cụ. Đây nè, đứng vô đây chụp nè. Được. Anh như là một người rất là chuyên nghiệp. Đây nè. Đó. Thì ở đây có một cái đá. Có một cái gọi là đá hả? Đá hay xi măng ta? Đá chắc là đá đúng không? Đi vô đi em chụp hình cho. Chỗ này đẹp nhất là cái này thôi. Tí gửi hình qua ấy mà. Đứng bên anh qua bên bờ đi. Bên bờ bên kia. Để mình thay phiên mình đổi. Ok, mình sẽ chụp hình cho anh Thái Cường. Nguyễn Thái Cường. Bữa nay anh đổi tên là cái gì rồi không biết nữa. Đọc không được. Được chưa? Ê. Tháo khẩu trang ra nhìn thấy mặt rồi chứ. Hôm sau đi là nhớ cầm theo cái bảng người Khánh Hòa này nữa. Rồi trình độ chụp hình không cao nhưng mà thấy đẹp rồi đó. Ôi trời ơi. Good good, very good. Qua bên cái này không? Qua cái nhà bên này. Thành niên đi tán gái rồi hả? Trên gọi là mình tính trên cái phương diện giới tính thôi em, còn nội tâm thì bọn anh không có xét được. Em ấy là không chịu là con gái, chịu là phụ nữ à. Đi vô đây anh nè. Nhưng mà hình như nó không cho vào đúng không? Vô. Thôi vậy bất lịch sự quá. Trong đây là bảo tàng nè. Kiểu như dân ở biển mới lên núi, không biết ở trên núi có gì ngó nghiêng đâu. Như trộm cướp. Vô coi đi. Vô mới không bị đuổi, muốn vô đi đường vòng đằng kia coi nó có cho vô không. Giờ biển này đâu có biết. Mình phải lịch sự. Quá đẹp luôn. Thôi. Đẹp. Em đẹp. Ai cũng đẹp hết, ai em cũng nào đẹp. Cũng đẹp hết. Không, không có được thêm một người không? Ai cũng đẹp hết. Anh cũng đẹp. Dạ. Đây nè. À, cà phê nè, nhưng trong này tối quá. Chùm. Chắc ai ở Đắk Lắk thì đều biết hết những cái này rồi. Review sơ sơ thôi, lại trong này tối quá đi. Bây giờ thì mình và anh bạn của mình sẽ đi về cảm thôi. Nhận được cà phê Trung Nguyên rồi. Uống say như say bia đây. Cà phê Trung Nguyên 55.000 một ly. 55.000 một ly. Nói chung là đi vào đây ngắm cảnh thôi. Và cà phê thì cũng ngon thiệt. Cây cà phê. Cây cà phê Trung Nguyên. Bảo tàng thế giới cà phê. Một cuộc hành trình khám phá thành phố Buôn Ma Thuột của anh Nguyễn Thái Cường, người đại diện đến từ Khánh Hòa. Năm kề. Đi đâu có cái xe. Nếu như mà lên đây mà lỡ có bị gì là phải chú ý là phải cách ly nghe chưa. Em với anh là phải cách ly ở nhà, không được đi đâu hết. Ok, bây giờ thì sẽ về các bạn. Vui chơi giải trí vậy là đủ rồi. Xong đi xe này mà cứ thích đi xe máy nè.
ghi này là sai rồi nè, 47247 lại thành 42247. Biển sông nhỏ rất là ghi lại sai thế này không nhìn. Em còn trẻ mà, em thích trẻ. Mình phải trẻ khi mình còn đang được trẻ. Ok, đi về các bạn ơi. Về thôi trẻ ơi. Đủ 781 81. Ở đây toàn dụng xe bíp không?